Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Manuela là một bộ phim chính kịch năm 1976 của Tây Ban Nha do Gonzalo Garcia Pelayo đạo diễn, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Manuel Hawken và được viết bởi Pancho Bautista. Bộ phim kể về Manuela, con gái của một tay săn trộm người Sevillian. Với vẻ đẹp tự nhiên và nét gợi cảm của mình, Manuela luôn thu hút sự chú ý của những người đàn ông xung quanh cô ấy. Chính điều này đã tạo nên những câu chuyện tình yêu rắc rối, với những sai lầm và xung đột sau đó. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Charo Lopez, Fernando Rey, Maximo Valverde, Carmen Platero và Mario Pardo. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Manuela là con gái của El Zarapo, một tay săn trộm người Sevillian, người hỗ trợ gia đình anh ta bằng số tiền thu được từ các cuộc săn bắn trái phép. Trong một cuộc tranh cãi về việc săn bắn, El Zarapo bị bắn chết theo lệnh của trưởng làng. Gia đình tổ chức tang lễ cho anh ta theo phong tục của địa phương, với một vũ công biểu diễn một điệu flamenco trên một ngôi mộ tại nghĩa trang trước khi an táng. Manuela mồ côi cha, sau đó sống với mẹ, và họ kiếm sống bằng việc buôn bán dưa hấu. Một ngày nọ, một người đàn ông góa vợ tên là Antonio bế đứa con trai của anh ta đến mua dưa hấu ở quầy của họ. Vẻ đẹp trai và chất phác của Antonio đã thu hút sự chú ý của Manuela. Cô cũng thương cảm cho con trai của Antonio khi đã sớm mồ côi mẹ từ nhỏ. Trong khi đó, Antonio cũng mê mẩn trước vẻ đẹp và sự gợi cảm của Manuela. Họ kết hôn ngay sau đó và cùng dựng một túp lều lớn bên ngoài làng để sinh sống. Manuela ở nhà giặt giũ, nội trợ và nuôi dạy con cái, trong khi Antonio đi làm thuê cho Don Ramon, một nam tước địa phương giàu có. Một buổi sáng, Don Ramon đến nhà của Antonio và bị bất ngờ trước vẻ đẹp của Manuela. Anh ta đề nghị với Antonio một công việc hấp dẫn, nhưng Antonio từ chối vì lý do sức khỏe. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bộ phim chuyển tiếp đến bối cảnh 15 năm sau đó. Manuela và Antonio không có con chung, trong khi Antonio, con trai của Antonio, đã 18 tuổi và trở thành một thợ lái máy kéo. Khi Antonio phải nhập viện vì căn bệnh bẩm sinh hiểm nghèo, ở nhà, Manuela quyến rũ thu hút nhiều người cầu hôn khác nhau, bao gồm chính chủ đất quyền lực Don Ramon và Agua Chaco, một người hàng xóm đa tình lập dị. Thậm chí cả con trai riêng của cô, Antonio, người luôn bị ám ảnh bởi những tiếp xúc hàng ngày với Manuela và cảm thấy bị mọi người bỏ rơi. Manuela an ủi anh ta, nhưng cuối cùng giữa họ lại nảy sinh một mối quan hệ cấm kỵ. Về phần Don Ramon, anh ta vẫn luôn thương nhớ Manuela trong suốt thời gian qua. Anh ta sống cô đơn trong giàu có vì không có con, nên anh ta đã viết di chúc để lại tài sản của mình cho Manuela khi anh ta qua đời. Đây quả thực là một bộ phim truyền hình hay và căng thẳng về tầng lớp hạ lưu và thượng lưu, sự nghèo khó và sự xung đột tình yêu mạnh mẽ, bao gồm cả chủ nghĩa khỏa thân như thường lệ vào thời điểm đó. Bộ phim được quay rất đẹp và sắc nét, chất lượng hình ảnh rất tốt, với phong cảnh Andalusia lộng lẫy dưới nền âm nhạc của các ca sĩ khét tiếng như Hilario Canacho, Chiana, Loe Manuel, đặc biệt là phải kể đến vũ điệu ngoạn mục do chuyên gia flamenco Bailara biểu diễn trên một ngôi mộ tại nghĩa trang địa phương. Bộ phim có nhiều đoạn chuyển cảnh rất nhanh nhưng gián đoạn và khó hiểu. Có thể đó là phong cách làm phim ở thời điểm đó. Ngoài mối quan hệ cấm kỵ giữa Manuel và con trai kế của cô ấy, bộ phim còn mô tả mối quan hệ khó hiểu giữa Don Roman và Purita, cháu gái của anh ta. Diễn xuất của các diễn viên là rất tốt. Charo Lopez tuyệt đẹp trong vai nữ chính Manuel, một cô gái với vẻ đẹp Latin rất đặc trưng, lớn lên trong sự khó khăn khi cha mất sớm. May mắn khi cô có được một tình yêu đẹp với Antonio, đáng tiếc là họ không có con chung với nhau. Fernando Rey cũng rất nổi bật, nam diễn viên được biết đến ở cả châu Âu và Hoa Kỳ, đã có màn trình diễn khá ổn. Ông vào vai nam tước địa phương giàu có Don Ramon, một người rất đa tình nhưng cô đơn vì không có con. Người thân còn lại duy nhất của anh ta là cô cháu gái Purita, nhưng Purita lại tỏ ra là một cô gái phóng đãng khi chủ động ve vãn và quyến rũ anh ấy. Trong khi Maximo Valverde cũng rất đẹp trai và ấn tượng với nhân vật Antonio, một nông dân hiền lành, chất phác và yêu vợ con. Anh ta hoàn toàn kháng cự được sự cám dỗ từ Purita khi cô ta quyến rũ và dụ dỗ anh. Ngay cả trước khi chút hơi thở cuối cùng, anh ta cũng dặn Antonio phải trở về và chăm sóc cho Manuela. Bộ phim là một tác phẩm điện ảnh tuyệt đẹp của nhà quay phim lão luyện Raúl Antigot và đạo diễn chuyên nghiệp Gonzalo Garcia Pelayo, người đã thực hiện một số bộ phim về người Sevillian, thói quen Andalusia và thường thêm các cảnh khiêu dâm và âm nhạc điển hình, chẳng hạn như vũ điệu flamenco. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.